gặp nhau trong phần tiếp theo của bản tin FBNC ngày 21 tháng 7. Kính thưa quý vị, mưa lớn không dứt ở tỉnh Hà Bắc Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 đã khiến 14 người chết và 72 người khác vẫn đang mất tích. Gần 2 triệu người tại 11 thành phố của tỉnh Hà Bắc đã được kích hoạt báo động thảm họa do mưa lớn. 123.000 người đã được sơ tán do lo sợ về an toàn. Lũ lụt và lở đất đã phá hủy hơn 7.100 ngôi nhà. Mưa lớn cũng làm hư hại 1,48 triệu hecta cây trồng nông nghiệp và làm gián đoạn giao thông, mạng lưới điện và thông tin liên lạc. Bộ Nội vụ và Ủy ban Quốc gia về cứu trợ thiên tai Trung Quốc đã gửi các nhóm cứu trợ đến những vùng bị ảnh hưởng để hỗ trợ công tác cứu trợ thiên tai. Tình trạng mưa lớn và lũ lụt phức tạp tại Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gây ra nhiều thiệt hại về vật chất và làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày của người dân. Mức cảnh báo bão tại các địa phương cũng đã được nâng từ mức vàng lên mức da cam, mức cao thứ hai trong thang cảnh báo gồm 4 cấp độ của nước này. Thưa quý vị, Bộ Tư pháp Mỹ vừa đệ đơn kiện nhằm tịch thu khối tài sản tại Mỹ trị giá trên 1 tỷ đô la Mỹ của quỹ đầu tư từ nhà nước Malaysia OneMDB do vụ bê bối tham nhũng của quỹ này. Theo đơn kiện được lập tại Los Angeles, các công tố viên đã liệt kê các hoạt động tội phạm tài chính và các tài sản của quỹ này tại Mỹ sẽ bị tịch thu. Khối tài sản này có dính líu đến vụ bê bối biển thủ và sử dụng sai mục đích quỹ OneMDB. Các tên tội phạm rửa tiền tham nhũng từ quỹ OneMDB thông qua mạng lưới phức tạp của các giao dịch mờ ám và các công ty vỏ bọc có tài khoản ngân hàng trên thế giới, bao gồm Thụy Sĩ, Singapore và Mỹ. Đơn kiện cũng nêu rằng các hành vi phạm tội được thực hiện trong vòng 4 năm với sự tham gia của nhiều cá nhân, bao gồm cả các quan chức Malaysia. Những người này bị cáo buộc đã chuyển hàng tỷ đô la Mỹ đánh cắp từ OneMDB ra nước ngoài. Malaysia không tiếp tục là đồng minh của chúng ta, đặc biệt trong nỗ lực chống khủng bố, nhưng mục đích của những nỗ lực này là cho phép khối tài sản cuối cùng sẽ quay trở lại cho chính quyền và người dân Malaysia. Đơn kiện không nêu tên cá nhân nào nhưng cũng có những chi tiết liên quan đến Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak. OneMDB hiện ôm số nợ trên 11 tỷ đô la Mỹ và có quan hệ mật thiết với Thủ tướng Malaysia Najib Razak. Ông từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Cố vấn của OneMDB. Thủ tướng Malaysia đang đối mặt với nhiều áp lực khi xuất hiện các cáo buộc tham nhũng hàng trăm triệu đô la Mỹ từ OneMDB. Chính phủ các nước, từ Singapore đến Thụy Sĩ, đã đóng băng tài sản của OneMDB và phối hợp truy tìm số tiền bốc hơi khỏi quỹ này. Tuy nhiên, vẫn chưa truy tố bất kỳ đối tượng nào. Kính thưa quý vị, tuy kết quả của cuộc trưng cầu dân ý Anh đã gây chấn động tại thị trường tài chính toàn cầu và làm giảm dự báo tăng trưởng của thế giới, nhưng IMF vừa cho biết triển vọng tăng trưởng tại Trung Quốc vẫn còn tích cực với một số cải thiện. Triển vọng tăng trưởng ngắn hạn của Trung Quốc đã được cải thiện nhờ vào các chính sách hỗ trợ của chính phủ nước này. Theo đó, lãi suất cho vay chuẩn tại Trung Quốc đã được cắt giảm 5 lần trong năm nay, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng được mở rộng và tăng trưởng tín dụng cũng tăng tốc. Triển vọng ngắn hạn của Trung Quốc có thể đã tốt lên. Chúng tôi đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng lên 6,5-6,6% trong năm 2016. Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất ở đây là tốc độ tăng trưởng tín dụng mạnh có thể dẫn đến một sự điều chỉnh kinh tế lớn sau này. Theo IMF, sự phụ thuộc tăng trưởng vào tín dụng có thể làm tăng nguy cơ xáo trộn điều chỉnh kinh tế tại Trung Quốc. Tuy các chính sách đã mở cửa tại Trung Quốc, nhưng để thúc đẩy triển vọng tăng trưởng trung hạn cần phải có cải cách cơ cấu. Cuộc đảo chính tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tuần trước đã giáng thêm một đòn mạnh lên ngành du lịch vốn đã trì trệ của quốc gia này, thưa quý vị, khiến áp lực lên lợi nhuận của các hãng hàng không cũng như khách sạn ngày càng nặng nề. Những chuỗi đánh bom tự sát liên tiếp trong năm nay đã làm suy yếu ngành du lịch của Thổ Nhĩ Kỳ, ngay cả trước vụ tấn công tại sân bay Atatürk, Istanbul vào tháng 6. Các chuyên gia đã dự báo doanh thu du lịch của nước này sẽ rớt xuống 8 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, tương đương 1% GDP. Lượng khách truyền thống đến từ Nga và Israel chiếm phần lớn lượng khách nước ngoài du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm đáng kể trong năm qua. Hãng nghiên cứu Euromonitor dự đoán lượng khách quốc tế đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm còn 32,9 triệu từ con số 34,7 triệu của năm 2015. Những nạn nhân chịu ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến hãng hàng không Turkish Airlines hay Pegasus, cũng như nhà vận hành sân bay TAV và công ty dịch vụ hàng không Celebi. Giá cổ phiếu của các công ty này đã rớt mạnh trong khoảng 25-30% trong năm nay. Vừa rồi là phần tin tức tại khu vực châu Á. Xin mời quý vị cùng giữ kênh FBNC. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau đây với những tin tức khác trong nước. Người Việt Nam chi 1,2 tỷ đô la Mỹ để nhập ô tô nguyên chiếc trong nửa đầu năm. Việt Nam phối hợp với Singapore đào tạo nhân lực trong bối cảnh hội nhập.